Sau khoảng 2 tháng khá yên bình tại thủ đô Kiev, quân đội Nga đã tập kích dồn dập trở lại nơi này, đồng thời tạo thế uy hiếp vùng biên đông bắc của Ukraine. Giữa lúc đó, lực lượng Ukraine vẫn xa lầy nghiêm trọng bẫy cất và quân Nga gia tăng tấn công ở khu vực Donbass. Quân đội Nga đẩy mạnh tập kích tầm xa vào thủ đô Kiev và miền đông bắc Ukraine vào tháng 11-2024, trong bối cảnh lực lượng của Ukraine bị xa lầy nghiêm trọng trong bẫy hiểm hóc Kursk do Moscow giang ra. Hoạt động tập kích ồ ạt từ xa nói trên được Moscow nối lại vào đêm ngày 12 tháng 11, sáng ngày 13 tháng 11 bằng loạt tên lửa dội xuống Kiev và vùng biên Ukraine ở phía đông bắc. Kết thúc khoảng ngưng hơn 2 tháng kể từ khi Kiev bị tấn công tương tự trước đó, theo không quân Ukraine. Phía Nga gia tăng tập kích như vậy trong lúc họ tận dụng lợi thế về binh sĩ và hỏa lực trên mặt trận miền đông Ukraine. Không quân Ukraine cho biết họ ghi nhận được 96 mục tiêu trên không xâm nhập không phận Ukraine lúc còi báo động phòng không vang lên vào 6 giờ sáng. Các vật thể bay này bao gồm cả tên lửa và thiết bị bay không người lái UAV, nhiều tiếng nổ vang lên ở thủ đô Kiev vào hôm 13 tháng 11. Vẫn theo không quân Ukraine, bốn quả tên lửa nhắm vào thủ đô Kiev, hai quả khác lao tới vùng biên giới Đông Bắc. Cơ quan hành chính quân sự của Kiev ban đầu nói rằng Nga sử dụng tên lửa đạn đạo Hawasong do Triều Tiên chế tạo, nhưng không quân Ukraine sau đó báo cáo rằng hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ hai tên lửa đạn đạo Iskander-M do Nga sản xuất. Không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã sử dụng hai tên lửa phòng không S-300 đã qua chuyển đổi thành vũ khí tấn công mặt đất để tập kích vào vùng biên đông bắc của Ukraine. Phía Ukraine cho rằng Nga cũng sử dụng 90 UAV cảm tử Said do Iran thiết kế để tấn công đối phương. Cụ thể, Nga đã phóng hai quả tên lửa S-300 từ tỉnh Kursk vào tỉnh Sumy, đông bắc Ukraine. Hai quả tên lửa hành trình KH-101 từ không phận phía trên biển Caspi hai tên lửa đạn đạo Iskander M KN-23 từ tỉnh Vozhnyet và 90 UAV Said và một số loạt UAV tấn công khác từ tỉnh Primorsko Atat, Krasnodar Krai và các tỉnh Orion và Kursk trên lãnh thổ Nga. Nga đã áp dụng chiến thuật đồng bộ hóa giữa tên lửa đạn đạo có tốc độ nhanh và tên lửa hành trình có tốc độ chậm hơn, đảm bảo chúng cùng trụm vào thủ đô Kiev cùng lúc. Lực lượng phòng thủ của Ukraine cho rằng cách tấn công của Nga kết hợp cả tên lửa và UAV là nhằm lách qua hệ thống đánh chặn và tối đa hóa mức độ hủy diệt gây ra cho các mục tiêu. Giới phân tích quân sự đã đồn đoán rằng Nga đang tích trữ tên lửa để sử dụng sau khi mùa đông băng giá bắt đầu. Những đòn tập kích tên lửa có thể gây nguy hại cho thủ đô Kiev và mùa đông nếu đánh trúng hệ thống sưởi và hệ thống nước máy, khiến nước trong đường ống bị đóng băng. Andriy Kovalenko, một quan chức của Ukraine, cảnh báo rằng Cường độ tập kích của Nga trong tương lai sẽ còn lớn hơn cả đợt tấn công vào đêm ngày 12 tháng 11 và sáng 13 tháng 11. Trước đó, một cuộc tập kích tên lửa lớn của Nga đã diễn ra vào ngày 3 tháng 9 với mục tiêu là một học viện quân sự nằm ở thành phố Pantava, miền trung Ukraine, khiến hàng chục quân nhân Ukraine tử vong. Một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã được cho là đánh trúng một địa điểm ở vùng Sumy của Ukraine, nơi đội quân Kiev tập trung để chuẩn bị triển khai tới vùng Kursk của Nga. Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk vào tháng 8, dường như ưu tiên hoạt động này hơn là phòng thủ ở các khu vực khác của tiền tuyến. Các đơn vị được trang bị tốt hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn đã được lựa chọn cho nhiệm vụ này, và họ được luân chuyển và nghỉ ngơi thường xuyên hơn so với quân đội Ukraine ở những nơi khác, tờ báo Tây Ban Nha El Pais đưa tin trong tuần này. Cuộc tấn công bằng tên lửa X đã đánh trúng lực lượng, tăng viện dự kiến sẽ tham gia cùng một số lữ đoàn Ukraine tại vùng Kursk. Vladimir Zogov, người đứng đầu một cơ quan của Nga về việc hợp nhất các vùng trước đây của Ukraine, nói với hãng tin Ria Novosti ngày 13 tháng 11. Ông nói thêm rằng hàng chục binh sĩ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc tấn công, trong khi nhiều thiết bị quân sự bị hư hại. Một video được chia sẻ với RT bởi một nguồn tin giấu tên cho thấy khoảnh khắc cuộc tấn công được quay từ một máy bay không người lái trinh sát. Nguồn tin ước tính thương vong của Ukraine lên tới 60 người, Cuộc tấn công được cho là diễn ra một ngày trước đó. Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố rằng hoạt động này ngăn chặn 50.000 quân Nga được đưa đến các khu vực khác của mặt trận. Bộ Quốc phòng Nga ước tính tính đến ngày 12 tháng 11, lực lượng Ukraine đã mất hơn 31.700 quân, 200 xe tăng và hàng trăm vũ khí hạng nặng khác khi cố gắng giữ vị trí ở khu vực Kursk. Trong khi ở chiều ngược lại, phát ngôn viên của Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 47 thuộc lực lượng vũ trang Ukraine Anastasia Brichich cho biết thực sự một ngày đen tối đối với lực lượng Nga, họ đã cố gắng thực hiện thêm 5 đến 6 đợt tấn công. Họ đã cố gắng triển khai xe bọc thép và quân tấn công để đột phá và tấn công các khu vực riêng lẻ, nhưng lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 đã phá hủy 10 xe bọc thép của họ. Ba xe bọc thép chở quân đã phát nổ sau khi kích hoạt mìn và những xe khác đã phá hủy bằng máy bay không người lái FPV và tên lửa chống tăng có điều khiển Stuna. Các đơn vị triển khai gần vị trí của chúng tôi đã phá hủy thêm nhiều xe bọc thép, một nhóm lính Nga cũng đã thiệt mạng và những người sống sót thì phân tán xung quanh các khu vực rừng gần đó. British cho biết, Nga đã triển khai một tiểu đoàn để thực hiện chiến dịch tấn công này vào ngày 11 tháng 11 và trên thực tế, binh lính từ lực lượng phòng thủ Ukraina đã vô hiệu hóa tiểu đoàn này. Bà nói thêm rằng máy bay không người lái sẽ được triển khai để tìm và tiêu diệt những binh lính Nga ẩn náu trong rừng. Theo Belichick, tình hình ở mặt trận Kurtz rất khó khăn nhưng vẫn nằm trong kiểm soát của quân đội Ukraine. Người phát ngôn Belichick cho biết liên quan đến sự hiện diện của quân đội Triều Tiên trên mặt trận, cả lữ đoàn 47 cũng như các đơn vị đóng quân gần đó đều chưa nhìn thấy họ và Nga vẫn đang chờ để triển khai họ. Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ chỉ có 3 lựa chọn trong cuộc xung đột với Nga nếu Mỹ không cấp cho Ukraine những khoản viện trợ mới trước lễ nhậm chức Tổng thống của ông Donald Trump. Cựu trợ lý Lầu Năm Góc Stephen Biden cho biết trong một bài báo cho ăn phẩm Weapons and Strategy. Chuyên gia cảnh báo nếu được đề xuất đưa ra và bị từ chối hoặc đơn giản là không được thông qua, ông Zelensky sẽ phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn ở Ukraine hoặc đàm phán với người Nga hoặc thất bại hoặc từ chối. Ông Biden đã chỉ ra Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden sẽ cố gắng thúc đẩy một gói viện trợ khác cho Ukraine thông qua Quốc hội Mỹ trước khi kết thúc nhiệm kỳ. Trong khi đó, sĩ quan tình báo Mỹ đã nghỉ hưu Scott Ritter cho biết trên kênh YouTube Eugene Freedom rằng ý nghĩa cho rằng chính quyền sau này của ông Donald Trump có thể sẽ đưa ra điều kiện cho Nga liên quan đến Ukraine là vô lý và chắc chắn sẽ thất bại. Nếu bất kỳ ai trong đội ngũ của ông Trump nghe được ý kiến của tôi, thì tôi sẽ nói thẳng thế này. Ý nghĩ của Nga cho rằng có thể đưa ra các điều kiện đối với Ukraine là vô lý và cầm chắc thất bại nếu muốn chắc chắn không bao giờ có được quan hệ bình thường thì cứ thử chiến thuật đó, ông cảnh báo. Bình luận về những suy đoán xung quanh kế hoạch được cho là của ông Trump nhằm giải quyết xung đột ở Ukraine, ông Richter nói rằng giới truyền thông phương Tây đã bắt đầu dừng đồng kích Tây để khiến tình hình bất ổn. May là Nga không để ý đến những tin tức của Mỹ, họ muốn nghe mọi thứ trực tiếp từ ông Trump và đang chờ đợi thời điểm việc đó diễn ra, chuyên gia kết luận. Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Maxi Buranki cho biết Mỹ đã không thực hiện lời hứa cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraina, khiến lực lượng vũ trang Ukraina gần như không có vũ khí. Nói cách khác, Mỹ đã rời bỏ Ukraina một cách tàn nhẫn, khiến lực lượng vũ trang Ukraina có một nửa vũ khí vào thời điểm tuyệt vọng nhất của cuộc chiến. Một nửa năm, những gì đã hứa, những tính toán và kế hoạch của quân sự chúng tôi là gì? Làm thế nào để giải thích khi họ hứa và không thực hiện? Ông Buranki viết trên kênh Telegram của mình. Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Ukraine USPP Anatoly Kinak vào ngày 11 tháng 11 cũng cho biết Kiev nên chuẩn bị cho việc cắt giảm đáng kể hỗ trợ tài chính từ Washington sau khi ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump trở thành chính trị gia người Mỹ đầu tiên kể từ thế kỷ 19 trở lại Nhà Trắng sau 4 năm gián đoạn. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đã phát biểu trước những người ủng hộ và cho biết bà chấp nhận thất bại. Con tổng thống Mỹ đừng nhiệm Joe Biden đã nói chuyện với ông Trump và chúc mừng ông. Cử tri đoàn của các bang phải bỏ phiếu chọn ứng cử viên theo ý muốn của cử tri vào ngày 17 tháng 12 và ngày 6 tháng 1. Cơ hội mới sẽ thông qua kết luận bỏ phiếu. Lễ nhậm chức của tổng thống thứ 47 của Mỹ sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 1, 2025.